Xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại cơ sở 105 Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội. Và như mọi người thấy thì đây chính là toàn cảnh của buổi lễ khai trương của cơ sở 105 Đông Tác. Và hiện tại thì bây giờ là hơn 8 giờ sáng mọi người ạ. Và với rất là nhiều anh em đã xếp hàng và để nhận voucher đây rồi. Và bây giờ anh em hãy cùng tôi đi vào trong này để phỏng vấn một số anh em đấy, cảm xúc khi đến đây và nhận voucher như thế nào mọi người nhá. Đi thôi. Đây toàn bộ tất cả đây mọi người này. Đây sẽ là cái cổng chính của cơ sở 105 Đông Tác. Và toàn bộ tất cả khách hàng thì đã đứng sẵn ở đây để nhận voucher rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn những người mà đến sớm nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì anh có thể phỏng vấn em là em đã đến đây từ mấy giờ được không? Em đến đây từ chiều qua anh ạ. Em ở luôn từ lúc 12 giờ đêm luôn. 12 giờ đêm ngày 18 tháng 10 tức là ngày khai trương. Không khí tầm này cực kỳ lắm rồi. Toàn bộ tất cả đây sẽ nhận được voucher. 100% anh em đến sẽ được nhận được 100% voucher hết. Và bây giờ mình sẽ phỏng vấn người mà cũng đồng hành cùng toàn bộ tất cả anh em ở 6 cơ sở và ngày hôm nay đó chính là anh Vũ. Và bây giờ anh Vũ có cảm giác gì khi mà anh mở cơ sở thứ 6 là tại 105 Đông Tác này ạ? Anh thì bây giờ anh rất là vui. Gần như là sau 5 ngày chuẩn bị thì chúng ta cũng đã được đến một cái ngày khai trương chính thức của Hai Hen Official. Và gần như là ngày hôm nay thì khách hàng đã đến rất là đông rồi. Và hy vọng là 10 phút nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu triển khai chương trình khai trương. Lời đầu tiên thì anh cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khách hàng. Tại vì phải có những khách hàng đông như thế này để chúng ta mới có những buổi khai trương thành công được. Và xin cảm ơn tên tất cả các em nhân viên của Hai Hen Official đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt những chặng đường sale và sale rất là nhiều trong một thời gian cực kỳ là dài, 5 năm, 7 năm và hơn thế nữa là 15 năm. Và hy vọng tập thể chúng ta luôn luôn là một tập thể đoàn kết và phát triển thật tốt. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vậy thì chính thức cơ sở 105 Đông Tác của Hai Hen Official chính thức khai trương mọi người ơi. Vâng, bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất mà mình muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Và mọi người đã sẵn sàng để nhận voucher chưa? Ok, thì bây giờ giây phút tặng voucher chính thức được bắt đầu. Ok, bây giờ thì mình sẽ gửi tặng anh em voucher, đó là những anh em đến đây đầu tiên. 3, 2, 1, ok anh em. Ok, mình sẽ bắt voucher luôn để cho mọi người không phải trông ngóng nhé. Và đây chính là những voucher trị giá 2 triệu. Đấy mọi người ơi, đây 2 triệu. Và bây giờ bạn Cương hãy giúp tôi trao cho mọi người đầu tiên. Vâng. Chúc mừng bạn nhá. Ok, đến bây giờ. Đến thì mấy giờ? 11 giờ. Ồ, 11 giờ. Cảm xúc của em như nào? Rất là hồi minh ạ. Làm như nào nhỉ? Rất là hồi minh ạ. Rất sẵn chưa? Ok. Vâng mọi người ơi, đây chính là toàn bộ khung cảnh mà ngày khai trương tại cơ sở 105 Đông Tác. Và mọi người ơi, đây và trong này anh em qua luôn nhé. Tại vì rất là nhiều sản phẩm đồng giá 9.000 đồng bao gồm như nhẫn. Hay là mọi người qua mua được quần áo 49.000. Tại vì đông quá mọi người ạ. Mọi người thấy đông quá anh em ạ, cực kỳ đông. Cảm ơn tất cả mọi người ngày mai đã bỏ chút thời gian đây toàn bộ tất cả anh em để tham dự lễ khai trương tại cơ sở 105 Đông Tác của Hai Hen Official em nhá. Em đã đến đây từ mấy giờ? Em đến được 8 giờ rồi. 8 giờ sáng đến đây rồi. Và em cảm thấy sao khi ngày hôm nay tất cả những cái voucher mà anh gửi tặng cho em? Và em muốn gửi gắm động viên gì tới anh để anh có thể tiếp tục làm nhiều chương trình hơn nữa không? Anh cứ xeo mạnh vào, ngày nào em đến từ 12 giờ đêm hôm sau. Đấy em ạ. Để em mua được nhiều hơn. Đây là vị khách tiếp theo hôm nay đã tới đây. Và anh có thể cho em biết một chút là cảm xúc của anh khi mà tham gia cái chương trình khai trương như nào được không ạ? Mình cũng làm quán thôi nên là thấy là khai trương thì đầu tiên thì chúc cửa hàng thì thứ nhất là hồng phát. Vâng. Đấy thứ hai là làm ăn làm sao mà nói chung là tiến tới thôi. Hiện tại thì mình đang đứng cạnh Chiến và Chiến đây cũng là một người có thâm niên cũng rất là lâu và từ cơ sở 1 cho đến cơ sở 6 đúng Chiến?
Chuẩn luôn anh ơi. Hôm nay cảm xúc của em như thế nào? Thật sự luôn là rất vui luôn anh em ạ. Rất vui. Vì em chiến đã chứng kiến tầm khoảng 5 cơ sở khai trương cực kỳ hoành tráng, nhưng mà lần này là lần thứ 6. Okay. Một trong những cơ sở cực kỳ đông khách luôn anh em ơi. Anh em hãy cùng qua và trải nghiệm cùng em chiến nhá. Đây chính là chủ tịch của nhà tôi anh em ạ. Đây là người đứng sau toàn bộ tất cả 6 cơ sở. U cảm thấy sao khi mà nhà mình đã mở 6 cơ sở U? Vui không? Vui không U? Vui. Quá vui luôn. Quá đấy. Vui. Bây giờ năm nay đã được thành công được 6 cơ sở. Năm nay đúng thành công 6 cơ sở. 6 là số lộc đúng không mọi người? Thế nên là mọi người ơi, trong tương lai tới thì U cũng muốn mở thêm nhiều cơ sở nữa không? U rất muốn nhưng mà còn phải lực của lực à đúng không? Ok, lực ở đây là gì? Lực ở đây chính là mọi người. Nhà mình sẽ cố gắng làm sao mở được rất là nhiều cơ sở ở toàn bộ tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. Cương có thể cho mình biết là cảm xúc của bạn ngay bây giờ tại cơ sở thứ 6 khai trương của ngày hôm nay như nào đúng không ạ? Nói chung là hòa chung không khí này thì chắc chắn là mình vui như kiểu khách rồi. Khách được săn sale thì mình cũng vui như vậy. Khách được mua những thứ free rồi những được tặng thì mình cũng vui như thế thôi. Anh mình mở ra thêm một cái cơ sở mới, tất cả đây là mình cũng mong thêm mở thêm nhiều nữa để cho mình cũng vui, tất cả cũng vui, anh trai mình cũng vui và tất cả khách đều hàng được vui. Và một cái lời chúc gì bạn dành riêng cho anh em cũng như là okay, anh Vũ ngày hôm nay được? Mình cũng xin chúc anh Vũ, chủ tịch tập đoàn Hai Vessel, ngày có nhiều sức khỏe và mở rộng thêm rất nhiều cơ sở khác để phục vụ tất cả anh em. Mong muốn là sẽ có thể phục vụ tất cả anh em cả nước. Hiện tại mình đã phủ sóng gần như là mọi quận của Hà Nội rồi. Nếu anh em muốn mở thêm ở đâu nữa thì hãy comment được dưới nhá. Anh em tôi sẽ cố gắng đưa tay với rồi đến tận nơi, đến tận tay anh em. Và với những cái giá rẻ, thật là siêu siêu rẻ cho anh em nhá. Ok anh em. Cảm ơn anh em.